Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cựu cục phó không vượt qua cám dỗ. Theo kết luận điều tra, bà Mai Thị Hồng Hạnh sinh năm 1979, cựu giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng tư vấn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ BOG, gây thất thoát 219 tỷ đồng. Bà Hạnh cũng vi phạm quy định về tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.244 tỷ đồng. Tổng số tiền thất thoát là 1.463 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Hạnh đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân. Vụ án Xuyên Việt Oil được khởi tố vào tháng 9 năm 2023, nhưng thực tế, việc bà Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng tiền quỹ BOG không thực hiện đúng các quy định đã sớm bị phát hiện từ năm 2019. Nguyên nhân do các cựu quan chức nhận tiền để làm ngơ các sai phạm. Theo cơ quan điều tra, bị can Đặng Công Khôi là cục phó Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính. Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2022, ông Khôi chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng giá hàng tư liệu sản xuất, thực hiện việc kiểm tra, giám sát quỹ BOG để tại các doanh nghiệp, trong đó có công ty Xuyên Việt Oil. Từ tháng 10 năm 2017 đến đầu năm 2023, công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện gửi sao kê tài khoản quỹ BOG đến Cục Quản lý Giá theo quy định. Bà Trần Thị Mỹ Dung, lãnh đạo phòng giá hàng tư liệu sản xuất do ông Vũ Quang Hà, chuyên viên phụ trách theo dõi quỹ BOG, có báo cáo việc này với ông Khôi. Tuy nhiên, ông Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định pháp luật. Qua đó, gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào quỹ BOG. Quá trình công tác, ông Khôi đã hai lần làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG tại công ty Xuyên Việt Oil. Lần thứ nhất là vào năm 2019, theo quy định số 378/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ông Khôi được phân công làm trưởng đoàn kiểm tra tại công ty Xuyên Việt Oil. Qua kiểm tra, ông Khôi đã phát hiện công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện nộp tiền vào quỹ BOG nhưng không kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định. Lần này, bà Hạnh có đưa tiền hối lộ nhưng ông Khôi không nhận. Lần thứ hai là năm 2021, theo quy định số 184/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ông Khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra và phát hiện công ty Xuyên Việt Oil vẫn không thực hiện nộp quỹ. Ông Khôi yêu cầu công ty phải thực hiện việc nộp tiền. Do vậy, bà Hạnh bàn bạc với bị can Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng công ty, để chi hối lộ cho ông Khôi. Sau đó, Đinh Tiến Dũng gặp nhân viên kế toán công ty nhận 50.000 đô la Mỹ. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021, Dũng đến gặp ông Khôi tại nhà khách Quốc hội và đưa số tiền 20.000 đô la Mỹ. Còn 30.000 đô la Mỹ, Dũng mang về trả lại cho Hạnh. Thêm một đoàn kiểm tra phát hiện sai phạm. Ít lâu sau cuộc kiểm tra của Bộ Tài chính, tháng 11 năm 2021, Bộ Công Thương cũng có một đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của công ty Xuyên Việt Oil. Đoàn kiểm tra này do bị can Hoàng Anh Tuấn, cựu vụ phó vụ thị trường trong nước làm trưởng đoàn. Tại cuộc kiểm tra này, công ty Xuyên Việt Oil đưa ông Tuấn đi kiểm tra tượng trưng một cây xăng và đưa hối lộ 10.000 đô la Mỹ cho ông Tuấn trên xe ô tô. Do vậy, dù không kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu của công ty Xuyên Việt Oil, ông Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận công ty này đủ điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Đáng nói, bên cạnh việc kiểm tra điều kiện cấp phép, trong lần kiểm tra này, ông Tuấn có kiểm tra, ra soát việc trích lập, sử dụng quỹ BOG và phát hiện công ty Xuyên Việt Oil không trích lập quỹ theo quy định. Tuy nhiên, do trước đó đã được bà Hạnh đưa hối lộ nhiều lần nên ông Tuấn đã bỏ qua,
không xem xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh đối với công ty này trong việc trích lập quỹ BOG. Cơ quan điều tra xác định ông Hoàng Anh Tuấn có 3 lần nhận hối lộ từ bà Mai Thị Hồng, tổng số tiền 265.000 đô la Mỹ, nhưng số tiền chiếm hưởng là 145.000 đô la Mỹ, tương đương 3,2 tỷ đồng. Vụ xuyên Việt Oil, sinh nhật muộn của cựu vụ phó Bộ Công Thương tại nhà bà Trùm. Trong vụ án xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 15 bị can về các tội đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi. Trong đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch công ty xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố 2 tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo kết quả điều tra, năm 2015, bị can Mai Thị Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oil. Bà Hạnh đã nắm giữ 98% góp vốn, em gái bà Hạnh nắm giữ 2%. Nhưng thực tế bà Hạnh là chủ sở hữu duy nhất, có toàn quyền quyết định. Bà Hạnh cũng là đại diện theo pháp luật, giám đốc kiêm chủ tịch công ty. Năm 2016, công ty xuyên Việt Oil xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Do công ty không đủ điều kiện cấp phép nên bà Hạnh đã đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Lộc An, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương để nhờ giúp đỡ. Cụ thể, khoảng tháng 3 2016, thông qua quan hệ xã hội, bà Hạnh được giới thiệu gặp gỡ làm quen với ông An. Trong cuộc gặp tại khách sạn Victory ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bà Hạnh có trình bày xuyên Việt Oil mong muốn được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhưng còn thiếu điều kiện về hệ thống phân phối, chưa đủ điều kiện có tối thiểu 40 đại lý theo quy định. Ông Nguyễn Lộc An đồng ý hỗ trợ việc cấp giấy phép cho công ty xuyên Việt Oil và cho biết chi phí phải chi theo mặt bằng chung từ 5 đến 7 tỷ đồng. Ông An yêu cầu bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để ông An xử lý. Tại lần gặp mặt này, ông Nguyễn Lộc An khai nhận 50 triệu đồng của bà Hạnh. Theo chỉ dẫn của ông An, bà Hạnh đã liên hệ với một số doanh nghiệp đặt vấn đề hợp tác và ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu với công ty xuyên Việt Oil nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng đại lý bán lẻ cần thiết. Lần thứ hai, khoảng tháng 5 2016, ông Nguyễn Lộc An có gặp bà Hạnh tại nhà khách Bộ Công Thương phía Nam và nhận 100 triệu đồng. Sau khi đưa tiền cho ông An và hợp thức các thủ tục và điều kiện theo hướng dẫn của cựu phụ phó, bà Hạnh với tư cách giám đốc công ty xuyên Việt Oil đã ký đơn đề nghị gửi Bộ Công Thương xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Ngày 18 tháng 8 2016, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do ông Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn đã đến công ty xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Đoàn kiểm tra không thực hiện kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, nhưng ông An vẫn ký biên bản xác nhận cho rằng công ty xuyên Việt Oil đã đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để kinh doanh xăng dầu. Tại lần đi kiểm tra này, ông Lộc khai trước và sau buổi kiểm tra đều nhận tiền từ bà Hạnh, tổng số tiền là 250 triệu đồng. Tiếp đó, ông An ký công văn gửi ông Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương, báo cáo kết quả kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép, trong đó đề xuất ban hành giấy phép cho công ty xuyên Việt Oil. Đến ngày 22 tháng 8 2016, trên cơ sở đề xuất của ông Nguyễn Lộc An, ông Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho công ty xuyên Việt Oil có giá trị đến tháng 8 2021. Sau khi công ty xuyên Việt Oil được cấp phép, nhân dịp ông Nguyễn Lộc An vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Hạnh đã lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn ông An để tặng quà cảm ơn việc cấp phép. Bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối và tặng một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Ông An khai bán chiếc đồng hồ được 23.000 USD. Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Ngọc An đã có 4 lần nhận hối lộ là tiền, quà từ giám đốc công ty xuyên Việt Oil, tổng số tiền 400 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, quy đổi tương đương là hơn 921 triệu đồng. Ông An đã nộp lại 100 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, cựu vụ phó vụ thị trường trong nước nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!